Xuân văn văn chú bói nguyệt hồi Bắc Giang yên thế là nơi vui Ngày miên tươi cao sơn bạch bạch mã hồi tâm Chúa nguyệt nơi đó hồi tâm phố kết bà Liễu lừa
phát xa trăm tiếng man đường. Dần dần ai biết nên Chúa bà bói thèm. Thầy cử cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân thank you.
Phật toán bên lầy, không ăn chút nước dịu dàng để bay thoát những lai đàn Chúa, anh linh khắc thường.
đường. Ở nghiêm tổ đi theo hầu học đạo, mười thu tròn thủ giáo tiến na suốt đời bình lửa ca qua. Chúa cải sinh cho chân trần gian
khắp hết nơi sắm xanh lễ vật để đền Chúa. Dần đi đâu xót tương dần dần và bao kẻ u mê nhớ xưa thanh tổ chiều
tiên sân thế bước lên non sáng soi khắp biển sân thế soi trong nam việt soi về sơn trà soi trong nam việt soi về biển đời xanh ca quý xuống xuê